Chào các bạn, hiện nay cũng khá là muộn rồi. Đấy, các bạn thấy là dưới đồng hồ này 12 giờ 57 phút rồi. 1 giờ sáng thì tôi tranh thủ làm video để mà chia sẻ một chút với bạn, bởi vì trong thời gian qua thì cũng có rất là nhiều bạn là ở xa, các bạn ở bên nước ngoài đúng không? Kể cả các tỉnh thành khác xa thì các bạn cũng hay hỏi tôi là thầy ơi, tư vấn online thì có được không? Hoặc là em tư vấn online thì em cần những cái điều kiện gì? Thì nhân tiện đây tôi làm video để mà chia sẻ một chút với các bạn. Thực ra là như các bạn đã biết ấy, thì cùng với cái sự phát triển của công nghệ thì chúng ta không nhất thiết là phải đi đến căn nhà các bạn mới có thể coi phong thủy cho nhà các bạn được, hoàn toàn có thể làm online. Và tôi thực ra là chia sẻ với bạn có rất là nhiều khách online, không chỉ trong nước và ngoài nước, ví dụ như các tỉnh thành xa này, hoặc là các khách hàng ở bên Mỹ này, bên Canada, bên rất là nhiều các nước khác mà tôi đã từng tư vấn phong thủy cho họ. Thì cái điều kiện để mà tư vấn phong thủy online nó rất đơn giản. Thứ nhất là các bạn chỉ cần cung cấp cho tôi cái bản vẽ nhà các bạn, đúng không? Nhà các bạn xây thì rõ ràng các bạn có bản vẽ, thậm chí là nếu như không có bản vẽ mà nhà bạn xây lâu thì bạn có thể là vẽ như thế này, vẽ pháp ra giấy cũng được. Đây này, chiều nay là một anh ở Sài Gòn anh vừa gửi cho tôi cái bản vẽ này. Bản vẽ này là anh tự vẽ cho các bạn xem luôn. Đấy, anh ở Sài Gòn này đấy, anh này thì gần 60 tuổi, anh ấy tự vẽ luôn nhà ấy như thế này. Cũng như các bạn chỉ cần cung cấp cho tôi một cái bản vẽ như thế này thôi, đơn giản như này thôi, và cộng thêm cái vị trí các bạn gửi cho tôi qua Zalo như thế này. Có nghĩa là anh này có cái bản vẽ như này này, sau đó anh ấy gửi cho tôi yêu cầu gửi cho tôi định vị qua Zalo thì anh ấy gửi luôn rồi đấy. Đấy, anh ấy gửi luôn, anh ở Đồng Nai, không phải ở Đồng Nai này. Số 39 này, hẻm 15 đường Sông Chầu, Trảng Bom này, Đồng Nai, Việt Nam đấy. Nên có nghĩa là sẽ gửi cho tôi cái định vị, vị trí của căn nhà cần tư vấn qua Zalo như này, thì tôi sẽ xác định tọa hướng online. Đấy, tôi đã xác định tọa hướng online một ghi chính xác nhé, rất là chính xác, ví dụ như đây. Thì sau khi mà có cái thông tin thì tôi xác định cái tọa hướng online, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Các bạn đợi một chút, ví dụ như thế này này. Hoặc là ví dụ như là đấy, ví dụ như một căn nhà như này thì tôi cũng sử dụng cái tinh bàn online để mà tôi xác định luôn cái tọa hướng online của cái nhà các bạn, bất kể đâu các bạn gửi cho tôi cái vị trí là tôi có thể xác định được đấy, đúng không? Cái quan trọng nhất là có cái bố cục bên trong để cho tôi biết, để tôi xem là nhà các bạn có gặp cái vấn đề gì không. Đấy, tại sao mà có những người mà ở trong một căn nhà ốm đau triền miên, đi khám bệnh cũng không khỏi, chữa bao nhiêu lâu rồi có khỏi đâu. Thì lúc đó thì bệnh các bạn, chúng ta chia sẻ các bạn nó có hai phần, một là phần thực và hai là phần mờ. Tới phần thực thì các bạn để đi bác sĩ các bạn chữa nó khỏi, tuy nhiên phần mờ thì các bạn chữa mãi thì nó không khỏi, nó như là dở vở, bạn chữa khỏi xong nó lại bị, đúng không? Thì lúc đó thì chúng ta cần kiểm tra lại xem là cái yếu tố phong thủy của nhà chúng ta nó đã tốt hay chưa, nó đã đúng hay chưa, nó có bị phạm cái gì không đấy, nó có bị phạm cái gì không. Thì sau khi là đây, để tôi xem còn là cái ảnh nào liên quan đến những cái bản vẽ tôi cho các bạn xem, có nghĩa là nó rất chi là đơn giản. Và thứ hai là cái việc tư vấn phong thủy online thì tôi có thể tư vấn cho nhiều người hơn là đi trực tiếp. Trực tiếp thứ nhất là kinh phí nó sẽ cao hơn, đúng không? Đi lại mất ngày mất buổi, có nhiều bạn đi cũng mất 1-2 ngày đấy, trừ cái trường hợp mà các bạn cực kỳ là cần thiết thì các bạn nên tư vấn trực tiếp, còn không thì có thể là gửi những thông tin mà tôi yêu cầu, ví dụ như là cái bố trí nhà của bạn, cái vị trí nhà của bạn thì qua đây tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem nó có phạm cái gì hay không. Cái kiểm tra ở đây có nghĩa là tôi đối khác biệt với những người khác, có nghĩa là khi bạn gửi cho tôi cái thông tin về nhà bạn thì tôi sẽ luận đoán cho bạn những cái vấn đề mà nó đã xảy ra từ khi gia đình bạn ở trong căn nhà đó. Thường thì cái thời gian ứng nghiệm nó khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm. Đấy, ví dụ nhà mà mới vào ở thì có thể nó chưa ứng đâu. Tuy nhiên là bạn cứ ở ngoài 6 tháng thì nó sẽ có sự ứng nghiệm. Ví dụ nhà các bạn từ khi ở cái ngôi nhà này thì bạn về sức khỏe, về tài lộc nó có ảnh hưởng như thế nào thì tôi sẽ chỉ rõ cho các bạn, thậm chí là cụ thể từ năm nào bị kém, năm nào tốt thì tôi sẽ chỉ cho các bạn nghiệm xem. Đấy, ví dụ đây, đây là tôi tư vấn cho một khách hàng online đấy, đây là xác định cái tọa hướng qua online. Đấy, thì tôi sẽ
phân tích cho các bạn là các bạn tự nghiệm chứng. Cái quan trọng nhất các bạn lưu ý là chúng ta phải nghiệm chứng xem là à đúng là những cái mà vấn đề chúng ta đang gặp phải. Đấy, và tư vấn online thì tôi nói chung là chỉ thu một cái mức phí rất là thấp thôi, gần như là cái phí tượng trưng. Tất nhiên là không thể nào free được, đúng không? Có rất nhiều bạn cũng điện đến nó bảo là thầy giúp em cái nọ bên kia, thực ra chia sẻ các bạn công việc của tôi nó rất là bận, và giúp các bạn khi mà đã nhận lời giúp thì mình cũng phải có một cái trách nhiệm trong đó, mình cũng phải lên máy rồi mình cũng phải phân tích các thứ, đúng không? Cũng mất khá là nhiều thời gian, nhưng không phải nào mà tư vấn miễn phí được. Tôi chỉ thu một chút phí tượng trưng thôi. Đấy, thì sau đó tôi sẽ luận đoán về cái nhà các bạn, xem là các bạn tự nghiệm xem là hiện nay nó ứng với lại những cái vấn đề nó gặp phải không. Cái điều khác biệt nó là ở chỗ đấy, chứ không phải là nhận các bạn phí tư vấn. Sau đó thì tư vấn thì không chỉ ra được cái lỗi phạm nào, nói chung nói rất là chung chung thì ai cũng có thể nói được. Các bạn hiện nay các bạn thấy tại sao một cái tình trạng mà rất là nhiều người làm phong thủy, người làm phong thủy nha làm phong thủy, tuy nhiên là nhiều khi là họ không hẳn là được học tập bài bản chuyên sâu. Đấy, nghĩ là làm có khi là chỉ đọc một vài cuốn sách hoặc là theo những kinh nghiệm mà họ học được thôi. Đấy, thành ra là nói nó rất là chung chung. Đấy, tức là tôi muốn là khi mà bạn gửi cho tôi cái thông tin nhà bạn thì tôi sẽ luận được nhà của bạn là đang gặp cái vấn đề gì tồn tại ở trong cái căn nhà của bạn. Đấy, thì các bạn nghiệm nếu đúng thì các bạn có thể một là nhờ tôi tư vấn cho sản phẩm hóa ra, hai là các bạn phải tự đi mua đồ hóa ra. Thì có hai cách như vậy, và tôi chỉ nhắc lại là tôi đã chỉ thu một cái mức phí tượng trưng thôi. Đấy, để các bạn có một cái ý đức, đúng không? Chúng ta có một cái ý đức với nhau, đó là khi mà các bạn bỏ tiền thì các bạn sẽ có một cái sự tôn trọng cho bản thân tôi, đúng không? Bản thân tôi cũng cảm thấy mình được tôn trọng. Đấy, thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy, thì nhân tiện có rất nhiều bạn hỏi xem là cái hồ sơ tư vấn online là cái gì, cần những cái gì thì tôi vừa chia sẻ các bạn, chỉ cần cái bản vẽ về vị trí nhà bạn. Nhưng ngoài ra của tôi thêm cái năm sinh, thành viên của gia đình, thì tôi sẽ nói cho bạn biết cái vấn đề hiện tại của nhà các bạn đang là gì, đang là phải, đúng không? Đấy, tôi có biết bạn ở đâu đâu. Đấy, tôi cũng chẳng phải là ví dụ bạn như bạn ở Nghệ An đi, đúng cái bạn điện gửi tôi thì tôi làm sao mà tôi biết được nhà bạn ở đâu mà tôi cho người đến để mà điều tra thông tin họ kia, đúng không? Tôi dựa vào kiến thức phong thủy rất là khoa học mà tôi sẽ luận đoán luôn là nhà bạn ở đây, đấy, thời điểm nhà bạn ở đây hiện nay nó đang xảy ra những vấn đề gì về sức khỏe thế nào, về tái lộc ra làm sao, ai đang ảnh hưởng, tôi sẽ dự đoán tận kỹ cho các bạn để bạn tự nghiệm. Cái quan trọng nhất là vậy. Cái khi mà chúng ta tìm ra một căn bệnh, chúng ta sẽ có cái phương thuốc để mà chữa căn bệnh đó. Đấy, sẽ có cái phương thuốc thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Đấy, thì hy vọng các bạn có thể hiểu hơn. Và nếu như bạn nào mà cần tôi tư vấn về phong thủy online thì có thể là nhắn qua số Zalo thì tôi sẽ tư vấn sâu hơn cho các bạn. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ theo. Xin chào tất cả mọi người.